Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 35. Mỗi người chúng ta khi gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta cố gắng niệm Phật. Một câu Phật hiệu này niệm suốt cuộc đời của mình. Và mình có một cái nguyện cố gắng niệm Phật tu hành làm sao mà đến khi cận tử nghiệp của mình có thể để lại những thọ tướng cho tốt, chỗ đặc sắc nhất. Chúng ta cố gắng phát một cái nguyện là khi mình chết mình biết ngày giờ, hoặc là một cái cách đi làm sao mà cho nó đặc sắc. Tại sao mình phải phát nguyện như vậy? Tại vì pháp môn tịnh độ này quá thù thắng. Bây giờ khi mình mà còn sống, mình không có làm được cái việc gì lớn lao trong Phật Pháp. Nhưng mà khi mình chết, mình cũng muốn để lại một cái hình thức như sao mà cho người ta tiếp nhận tịnh độ. Chỉ có ý vậy thôi à. Tại vì khi mà những đức mà coi qua cái quyển sách Hòa Thượng Hải Hiền, quý vị, những đức thấy Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Khánh, mẹ Hòa Thượng Hải Hiền, lão đức Hòa Thượng, bốn vị này còn sống không có làm bao nhiêu việc gì lớn lao hết á. Nhưng mà cái đặc biệt của họ là khi họ chết, chết rất là đặc biệt. Khi họ chết thì họ lại vang danh thiên hạ. Lạ là còn sống không có vang danh, mà khi chết xong thì lại vang danh thiên hạ. Cái cách này mà chư Phật Bồ Tát ngày thị hiện thiệt là hay. Và chúng ta để ý một chút đi quý vị. Cái người mà còn sống vang danh thiên hạ thì cái người này thường là đoản mạng. Hai là thời gian hành đạo ngắn. Chúng ta để ý thì chúng ta sẽ cho ra một cái tư tưởng nó đặc sắc hơn. Và mình thấy rằng là chư Phật Bồ Tát các ngài thị hiện cho chúng ta nhìn để ý nha. Cũng như Hòa Thượng Hải Hiền bây giờ là ngài nổi tiếng khắp thế giới rồi đó. Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng làm sao thì Hòa Thượng Hải Hiền nổi tiếng vậy. Mà cái nổi tiếng của Hòa Thượng Hải Hiền bây giờ là nổi tiếng làm sao vì biết không? Vừa có tu, có hành và chứng, và được giảng sanh thành tựu thành Phật luôn. Và bây giờ ngài là tổ sư thứ 14 luôn. Còn Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ chỉ có nổi tiếng về cái hình thức hiện tại, chưa giải quyết cái vấn đề ra đi như thế nào thì về sau tính. Còn Hòa Thượng Hải Hiền bây giờ là giải quyết xong. Được Hòa Thượng Tịnh Không tán thán như vậy thì nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, và người ta đã được thành tựu luôn rồi. Có nghĩa là sở tu của ngài, chỗ niệm Phật của ngài đã được thành tựu rồi đó. Nên á, cả cuộc đời của ngài hành đạo cũng bình thường, không có cao xa gì hết á.
Khi đọc qua lịch sử của Ngài thì thấy Hòa Thượng Ái Hiền này, cái tiêu chuẩn tu của ông mình nói là bình thường, nhưng mà không có mấy người làm theo được đâu. Về cái sở hành của ông á, ông chịu cực chịu khổ dữ dằn quá. Từ khi ông đi vô chùa tu thì tất cả những việc gì trong chùa là người khác khỏi cần rớ tay vào, ông làm sạch hết luôn. Đồ đạc gì của sư huynh sư đệ ông bỏ ra ông giặt hết. Có nghĩa là ông cực lực ông làm, ông có nề công với ai chứ. Và từ ngày hiền là ông hành cái hạnh là lấy khổ làm thầy đó quý vị. Và ông nghiêm túc trì giới. Và ông là một người mà tiết kiệm. Đệ tử của Hòa Thượng Ái Hiền là Ấn Chí, Ấn Sanh đều đó. Một số vị nói rằng là tôi phục thầy tôi là sát đắc luôn đó. Dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa cũng không theo kịp. Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó, ngày tán thán thầy Lý Vĩnh Nam đó. Thầy Lý Vĩnh Nam đó, ông giỏi mà đến cái mức mà bảy người làm việc cũng không bằng mình ông nè. Nhưng mà cái sống của ông á thì quá giản dị rồi. Giản dị đến cái mức mà Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ có cố gắng cỡ nào theo cũng không kịp chứ. Có một buổi giảng mà Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là tôi tới 70 tuổi mới theo kịp thầy Lý. Và khi coi những công đoạn của Hòa Thượng Ngải Hiền thì quý vị biết rằng là có một lần mà trộn rau xà lách á, thì những câu chuyện của Hòa Thượng Ngải Hiền là vậy đó. Khi đọc thì chắc là ít ai đọc lắm, tại vì thấy thì sao mà đơn giản bình dị quá. Nhưng mà theo những đức thấy thì thời đại hôm nay nếu mà học theo tấm gương Hòa Thượng Ngải Hiền thì mới có cơ may quý vị. Thì những đứa cố gắng mài mò, những đứa đọc để những đứa rút tỉa những công đoạn quan trọng nhất, những đứa đang học á, thì mình thì không có được như Ngài đâu. Nhưng mà sẽ cố gắng học tập, những đứa tin rằng dù là người mình có gai đầy hết đi chăng, nhưng mà chỉ cần kiên trì mình mài dũa những cái gai này, những đức tin rằng một ngày nào sẽ không còn cái gai nào nữa hết. Những đức sẽ tin rằng mình sẽ làm được, sẽ cố gắng. Thì ngày trộn xà lách mà một cái bình dầu 50 lít mà ngài nói với đệ tử ngài một câu gì nè: ông lấy đâu đũa, ông chấm vào miếng dầu, ông rảy lên trên xà lách rồi trộn đi được rồi. Người đệ tử của ngài ngạc nhiên vô cùng, nói trời ơi, cái bình dầu 50 lít mà kêu lấy đâu đũa chấm miếng thôi, rẽ lên xà lách trộn là được, đừng có chế ra nha. Rồi khi mới gần gũi thì trong lòng nói sao thầy tôi ông bụng xỉn quá, là keo kiệt quá. Nhưng quý vị biết rằng khi mà ngài thấy những cái chỗ nào mà người ta mà làm những công tác xã hội rồi, ông dám bỏ ra vài ngàn để mà ông cúng vô nơi đó để làm. Chắc là mình nghĩ đồng tiền bên đó vài ngàn là nhiều lắm. Nên nói rằng là khi mà Hòa Thượng mà ngài mà hỗ trợ người việc này việc kia đó, là người ta hỏi một tiếng thôi, ngài mà giúp là vài ngàn là bỏ ra thoải mái. Còn riêng bản thân của mình thì sống như vậy đó. Nên đệ tử của Hòa Thượng Ngải Hiền nói rằng là tôi tôn kính thầy tôi, sát đắc tôi không thể nào theo kịp thầy tôi luôn. Cái hành động của thầy tôi là tôi phải phục sát đắc luôn. Có nghĩa là riêng ngài thì ngài chịu khổ vô cùng. Quý vị biết rằng đó nha, trời nóng người ta ra ngoài nắng chịu không nổi, trong mát chịu không nổi.
Vậy mà buổi trưa thì ông đi ra ngoài cái đám ngô bắp á, ông đào đất. Rồi mình mấy ông bùng sình không á, thì vì biết rằng là ông đi vào, ông rửa chân á, thì người múc nước sạch đưa cho ông, thì ông nói thôi được rồi, tôi thấy có cái thao nước rửa rau kìa, đưa đây tôi rửa cho. Lấy nước mà rửa rau rồi rửa chân, rồi xong lấy miếng nước sạch chế vào, chán cái chân là xong. Có nghĩa là cái hành động của Hòa Thượng Hải Hiền á, khi ghi trong sách á, nếu mà cái người mà không có cảm giác mà đọc sách mà những cái tấm gương như ngài thì chắc chắn là không bao giờ đọc. Vì nghĩ rằng có gì đâu mà học, không có gì học hết á. Nhưng mà khi quý vị mà cặn kẽ vị học và quý vị tra qua kinh giáo nghe, thì quý vị mới thấy rằng là Hòa Thượng Hải Hiền này làm y ran như Đức Phật dạy luôn. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cả cuộc đời ông á, sống riêng ông là khắc khổ. Còn á, đối với người là ông không có keo kiệt với người ta. Cái này là cái tấm gương rất là hay mà mình phải học quý vị. Rất là hay. Nên á, những đức thấy rằng mình không có hay ho gì hết á, nhưng mà những đức nói rằng là trong lòng những đức sẽ cố gắng. Chắc chắn rằng cuộc đời này những đức sẽ không uổng cuộc đời này, nhất định luôn. Những đức có thể đánh đổi cả tất cả những cái gì những đức bỏ hết, và những đức quyết định đi trên con đường Phật pháp này phải tới cái tuổi già của mình phải có cái tiêu chuẩn mới được. Còn ai sao thì kệ người ta. Bây giờ mình đủ duyên thì mình hết lòng mình phiên nhau, nhưng những đức sẽ cố gắng hết mình, những đức thử coi nó đi đến cái mức nào. Hôm qua chủ nhật khi công phu xong về lao mình mẩy xong ra cái võng nằm bấm số niệm Phật. Mọi người ai làm gì làm bấm số niệm Phật. Họ nhìn lên bầu trời sao mà nó thanh lương như thế nào, đúng là hay thiệt. Bởi vì tìm niềm vui của ngoại cảnh thì bị người ta lấy mất, còn tìm niềm vui của nội tâm thì đúng là quá tuyệt vời. Tùy ha, mọi người muốn chọn niềm vui nào thì mình cứ hướng đến niềm vui nấy thôi. Nhưng mà đã phát tâm đi tu rồi thì mình phải có mục tiêu giải thoát. Thật sự mà nói thì cuộc đời con người ai mà không có cái sai lầm. Mình đã lỡ sai lầm rồi thì đừng có quay lại con đường sai lầm đó nữa. Học đạo là một tiêu chuẩn nhất là phải quyết tâm sửa lỗi. Những đức tin rằng là chúng ta chỉ cần có tâm quyết thì không có chuyện gì mà không làm được hết. Chỉ cần có tâm quyết sống cho xứng đáng, sống đừng có uổng phí kiếp người này thôi. Và chỗ niệm Phật rất là hay quý vị. Chúng ta càng niệm Phật hình như là đối với cái cảnh duyên mình không có nặng nề nữa quý vị. Nhưng đều có thời gian nha. Đều phải có thời gian cho mình để mà rèn luyện đó. Hình như là đối với cảnh duyên mình không còn nặng nề nữa nha. Lúc trước những đức suy nghĩ bao nhiêu việc, mà đều tất cả những việc đó đều là hướng về cái ngoại cảnh không quý vị. Và càng ngày thì mình nhìn ra rằng là hướng đến ngoại cảnh không bằng hướng vào nội tâm mình đâu. Hướng vào nội tâm mình là chỗ quan trọng nhất. Thí dụ như mình không thấy cảnh thì mình không sanh tâm. Nếu mình mà mỗi ngày mà mình vui với câu A Di Đà Phật á, những công việc gì mình nhiệt tình mình làm hết mình thôi à. Khi buông ra một cái là mình A Di Đà Phật à. Là đó là cái cách mà hướng vào nội tâm để mà chi cầu quý vị. Thì khi mà hướng vào nội tâm á, thì cái kho tàng trí tuệ trong cái nội tâm và tự tánh của mình nó nhiều lắm quý vị ơi. Phát huy rất là cao mà đặc biệt lắm. Rất là đặc biệt. Và sự an lạc của nó lớn lắm. Sự an lạc này chỉ có chân thật hành trì mới thấy ra được. Còn nếu mà mình hướng về ngoại cảnh, niềm vui nó hữu hạn lắm. Và nó có cái tác hại. Có cái tác hại. Đây là cái chỗ mà những đức muốn nêu lên rằng cả cuộc đời của Hòa Thượng Hải Hiền, ngài chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật mà ngài thành tựu như vậy. Các cụ à, bây giờ các cụ xa gia đình mình rồi, các cụ cố gắng phát nguyện tu hành làm sao mà khi các cụ mà ra đi, ít gì các cụ cũng phải để lại một cái hình tướng làm sao cho nó đẹp mắt một chút các cụ.
để con cái các cụ và mọi người còn ở lại, người ta tín tâm với Phật Pháp. Cũng như bà cụ này, bà mất á, ít gì bà cũng để lại những trạng thái quá đặc sắc các cụ. Mà từ khi những đức đi tu tới giờ, những đức mới thấy á, thì vị cứ suy nghĩ rằng người ta chết khi thiêu xong là nó ra cho hết mà xương đen thui à, người phụ nữ. Vậy mà bà cụ này xương bà trắng như là tuyết vậy quý vị. Đây là chính mắt những đức nhìn thấy, coi từng miếng xương của bà mà nó trở thành hoa tiết không quý vị à. Rồi á, 30 mấy viên mà nó xe tròn 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 lại kết thành xá lợi quý vị. Hình như khoảng 10 mấy màu. Có một cái màu là đặc biệt nhất là màu xanh ngọc bích đó, to bằng cái ngón tay cái như đứa tròn, cứng lắm quý vị ơi. Đây là những cái điều mà người ta niệm Phật nó có kết quả, mình thấy chắc là có kết quả. Và cái bữa mà mấy anh em á, tập trung lại để mà bư trong cho cốt bà để tìm ra những cái viên xá lợi đó, thì trên bầu trời hiện những cái cảnh tượng lạ thường đẹp lắm. Đó là cái điều mà chỗ tu của bà có kết quả. Bà cụ này có kết quả đó. Nên từ những chỗ này nè, chùa mình khởi tín tâm niệm Phật, và người bên ngoài nghe người ta cũng khởi tín tâm với pháp môn tịnh độ của cục. Bây giờ cả cuộc đời của mình, vì gia đình, vì chồng, vì con, vì cháu, gần hết cuộc đời mình này. Bây giờ mình tuổi già mà mình được ở trong ngôi Tam Bảo, mình được Tam Bảo cu mang cho mình các cụ. Bây giờ các cụ trả ơn cho ngôi Tam Bảo cho mọi người bằng cách nào? Là các cụ cố gắng niệm Phật, khi các cụ mà ra đi á, ít gì cũng để lại cái hình tướng cho có được một chút, để cho người còn lại người ta tín tâm. Và những đức cũng giảng pháp mạnh dạng nữa các cụ. Cũng như bà cụ này là những đức nhắc hoài luôn đó. Tại sao mới nhắc hoài vậy? Tại vì người ta được như vậy mình phải nhắc lên để cho cái người mà niệm Phật người ta có tín tâm. Có một đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày trả lời câu hỏi, những câu chuyện mà trợ niệm khi lâm chung á, thì Hòa Thượng ngài có nói một câu gì nè. Người ta hỏi Hòa Thượng, Hòa Thượng trả lời, người ta hỏi rằng là thí dụ như hộ niệm cho một người nào đó, người ta mềm mại rồi đỉnh đầu ấm, mình là người phàm mắt thịt không biết người này có vãng sanh hay không vãng sanh, mà trưởng ban hộ niệm thì nói rằng là người này vãng sanh rồi, ai cũng vỗ tay vui mừng và quay phim lại đưa lên trước công chúng, bao nhiêu người coi. Vậy thì thí dụ như người đó không vãng sanh á, cái người mà nêu lên vậy có mang tội vọng ngữ không Hòa Thượng? Chính kim khẩu Hòa Thượng Tịnh Không trả lời, ngài nói rằng không. Mà cái người nêu lên đó còn có phước nữa, phước rất là lớn. Nếu như cái người nêu lên đó mà vì danh lợi thì họ hưởng cái phước danh lợi của họ. Còn nếu như cái người nêu đó là vì Phật Pháp, vì pháp môn tịnh độ để mà mong nhiều người niệm Phật khởi lòng tin, thì cái chỗ nêu đó lên là tốt chứ không phải là xấu. Chị nghe rõ nghe không? Chứ trong lòng mình đừng có nói rằng tại sao mà nêu lên như vậy, tu vậy mà sao mà được xá lợi, sao mà được giảng sanh. Trong cái tâm của mình nó không đủ thiện căn. Mình mai mốt biết được vậy hay không nữa, người ta được như vậy là tốt rồi. Những đức đâu có nói người ta giảng sanh, mà những đức nói người ta có sự thành tựu, thấy không? Trong lòng mình đừng có nghĩ rằng tại sao mà có giảng sanh, không biết có giảng sanh hay không mà sao nêu lên hoài á. Cái tâm mình nó thiếu thiện căn nó mới nghĩ như vậy. Tại sao mình không tán thán tịnh độ trong khi Đức Thế Tôn đã tán thán tịnh độ? Tại sao mình không cố gắng mình tán thán tịnh độ? Trong tâm mình đâu có cầu danh lợi gì đâu mà mình tại sao không tán thán tịnh độ?
mà mình đi làm cho người ta mất tín tâm với tịnh độ. Người ta chỉ cần niệm Phật là lợi ích rồi, tại sao mình lại không phô diễn tịnh độ để cho người ta quy hướng tịnh độ? Tại sao mình không làm vậy? Thí dụ như chùa mình có những người như vậy đi, mình thường nói chuyện với người ta, mình phương tiện bà cụ ngồi mắt nè, rồi bà cụ ra đi được xá lợi nè, rồi bà cụ sao sao nè, mình ngồi mình nói chuyện với người ta, mình thí dụ những câu chuyện như vậy để mà mình tán thán tịnh độ, để mà lăn xê tịnh độ lên, để mình có một câu chuyện mình nói về niệm Phật. Tại vì không chịu niệm Phật, không chịu phát nguyện cầu sanh cực lạc, nên nghe những cái chỗ này không có biết nói gì chân á. Thí dụ như mình ngồi đi, mình nói chuyện đi, quý Phật tử ở khắp nơi nơi bị nghe, khi bị ngồi nói chuyện đi, tự nhiên mình nói chuyện, mình nói tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện nghe. Công nhận thiệt, bà cụ già 83 tuổi ở tu đình hộ pháp á, chỉ có một câu ai với đạo Phật thôi, mà công nhận người ta niệm xong mà khi người ta chết mà người ta làm cái tấm gương cho gia đình người ta khởi tín tâm. Mà ông thầy ông cứ tán thán hoài, nhiều người người ta nghe người ta khởi tín tâm niệm Phật, thiệt là hay. Công nhận câu ai với đạo Phật hay thiệt nha. Như thấy không? Tại sao mình không biết nói vậy? Ngồi mà châm biếm với nhau thì hay vô cùng. Ngồi chúm mỏ chúm miệng với nhau thì nói chuyện người này người kia thì hay. Mà cái chuyện mình tán thán như vậy thì tại sao mình không nói? Tại sao mình không nói? Nhật Đức á, dẫn dắt một số câu chuyện như Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói rằng mình có tán thán cái điều đó mình cũng không có tội, nó có phước. Vì quy hướng người ta niệm Phật mà. Chứ mình đâu có cầu danh lợi gì đâu. Nên quý vị chỉ cần mà kiểm qua cái tâm mình là mình biết mình có thiện căn hay không liền à. Những Đức từng nói rằng 10 năm những Đức đi tu chưa bao giờ có cái chuyện nghi tịnh độ chút nào à, không bao giờ hỏi một câu gì về ai. Chỉ trách mình là mình tu không được tốt thôi à. Niệm Phật chưa được tốt thôi. Chứ không có nói rằng không biết tôi niệm Phật không biết được thành tựu hay không nữa. Không bao giờ tôi nói câu đó. Vậy thì bạn chọn đi, bạn chọn cái pháp nào bạn tu thành tựu bạn chọn đi. Nhưng tôi sẽ chọn chuyên niệm Phật à. Cả cuộc đời tôi là như vậy đấy. Ai làm gì làm, tôi chuyên niệm A Di Đà Phật cả cuộc đời. Có chùa không có chùa gì cũng niệm A Di Đà Phật hết chứ. Tại vì tôi biết rằng á, ngoài niệm Phật á, thì không có còn pháp nào mà tôi bước vào nổi hết chứ. Những Đức nói cho quý vị nghe, chứ ngôi chùa mình mà khuôn khép gì nha. Nếu mà có một hai ngôi chùa mà tu tương đối mà họ tu được đó nha quý vị, một số người ở đây người ta cũng chưa chắc ở đây đâu, nhưng mà người ta đi người ta tìm hết trơn rồi mà không ra, không tìm ra. Rồi quý vị tìm đâu ra mà cái chuyện đi đến ngôi chùa mà người ta lo hết trơn cho mình. Quý vị biết rằng những Đức ở đây như nói về đàn bà, là đàn bà cũng chưa có người nào mấy người mà quý vị mà nghe qua những Đức đâu á. Nếu nói về đàn bà mà tỉ mỉ á, để lo cho một gia đình ấy, cũng chưa tìm mấy bà đàn bà nào mà bằng những Đức đâu á. Nếu nói về đàn ông thì quý vị nghĩ sao? Nên những Đức nói hoài với anh em á, ngôi chùa của mình mà đông người gì á, mà cuộc sống trong ngôi chùa mình mà ổn định vậy á, là không phải cái chuyện đơn giản đâu anh em à. Bất cứ một chương trình gì á, mình á, cũng phải chú ý lắm á. Phải chú ý lắm á, hiểu không? Chúng ta nhớ nè, mình có ăn á, mình phải biết tạo thì mình mới có ăn chứ. Chứ làm gì có cái chuyện mà để người ta tạo hoài rồi mình ăn. Mình phải suy nghĩ ra cái cách biết tạo ra. Ví dụ như mình xài tiền, mình cũng phải biết tạo tiền chứ, hiểu không? Thí dụ như cái chương trình mỗi tuần mình cúng chay tăng thôi, khi mà làm thì quý vị thấy rằng thì những Đức sắp xếp được cái này một chút thì bắt đầu tiếp tục là những Đức phải tính ra để sắp làm sao thêm một chút nữa, sắp ra thêm một chút nữa. Rõ ràng bên cạnh mình không có quân sư quý vị, nên những Đức phải rèn luyện mình vừa tướng vừa quân sư luôn á. Thí dụ như anh em đi,
nguyên một dãy tăng ni hơn 100 người đi, mình phải làm sao mà cho người ta đó thấy rằng cái việc làm của mình nó có khuôn khép, làm đừng có để rã, vậy thì mình nó mới chuẩn. Chứ làm ào ạt mà làm thời gian rã thì uổng công mình lắm, hiểu không? Làm sao đừng có để cho rã. Đã làm là mình phải nắm trong tầm tay của mình, tại vì cái sự việc làm của mình là mình đã chủ động rồi. Vậy tại sao mình không sắp xếp để cho nó ổn định? Những đức sắp cho 4 anh em cúng dường trai tăng. Cái chuyện anh em đi cúng dường là những đức thấy anh em không có kinh nghiệm mà làm cũng không có góc độ nhìn nữa. Thí dụ như 4 người đi, người ta muốn cúng mà trang nghiêm nhất đi. Khi người ta sắp cho chư tăng đi, người ta đừng có để chư tăng đi ngồi tứ tung. Cho giảm bớt thêm mấy hàng dưới nữa, cho họ ngồi theo hàng lối, ngay hàng thẳng lối hết luôn. Và 4 người này chúng ta bắt cái cách cúng làm sao? Từ ở dưới đó bắt cuối, 4 người này đứng ra 4 hàng. Thí dụ như 100 bao thư, chúng ta chia ra một người 25 bao. Rồi thí dụ như 100 cái máy, chúng ta chia ra mỗi người 25 cái máy, là 4 người là thành 100, là một người 25 bao thư, 25 cái máy bỏ vào bọc cầm bao thư. Rồi bắt đầu chúng ta bước ra là 4 anh em, chúng ta đứng ngay cái đầu vị trí, đứng ngay cái đầu đó đó, 4 hàng. Chúng ta đi từ bên đó, chúng ta đi thẳng qua tới hàng cuối. Xong chúng ta bước tới 4 hàng nữa, chúng ta đi thẳng qua tới hàng cuối. Xong cuối cùng rồi chúng ta bước lại 4 hàng nữa, thẳng qua tới hàng cuối. Rồi xong có một anh em ta đứng ở đó để nhìn khi cúng xong, bước lại báo Nhân Đức, tại Nhân Đức đứng đó niệm Phật, báo là thầy ơi cúng xong rồi. Thì Nhân Đức cho người đứng lên. Thì cái làm như vậy nó có bài bản đấy chứ. Thì thấy rằng là nên Nhân Đức nói một câu mạnh dạn mà Nhân Đức không sợ anh em mắc cỡ luôn. Không có những đức là bị vị cái như rã đó. Ừ. Người ta dám nói câu mạnh dạng này có nghĩa là người ta muốn phát huy quý vị, mà tại quý vị không chịu phát huy. Chứ nếu những đức là quý vị là những đức mắc cỡ lắm, những đức sẽ tự phát huy à. Tại vì mình là thanh niên đàn ông mà bị người ta nói như vậy thì mình phải cố gắng hết mình lên. Để làm sao mình phải có một cái năng lực gì đó để xứng đáng. Nhưng quý vị không phát huy. Đó, những đức nói rằng con người hơn nhau chỉ có góc độ nhìn vậy đó. Đó. Rồi tất cả cái cúng dường hoặc là cho đồ đều y rang vậy. Ở dưới 2 người, trên 2 người thì cũng y rang vậy luôn, đi qua là đi một hàng thẳng luôn. Rồi xong tiếp tục 2 người đứng đi một hàng thẳng luôn. Thà chậm nhưng mà rất là chất lượng, nó không có nháo nhào cái đầu óc mình. Còn cái này xiên xiên xẹt xẹt xẹt. Cuối cùng á, cái tâm con người ta tham lắm, cúng xong người ta bỏ vào giỏ xong mình thấy không có gì, cái mình ngớ ngác không biết đưa chưa, thì cái tâm lúc đó nó bị nháo nhào, thì lúc đó mình bị ảnh hưởng thần kinh, mình hiểu không? Còn mình đã đi thẳng rồi một hàng rồi, rồi xong mình đứng lại mình coi anh em đi hàng nào, xong mình tiếp tục mình chờ anh em cái tớ ra hàng, mình đứng tiếp tục mình đi thẳng theo hàng, vậy thì cũng được rồi. Cái đầu óc mình nó đâu bị ảnh hưởng gì đâu. Hôm qua những đứa sắp xếp đó, đầu này hai có nghĩa là phải đứng đôi đi bằng. Đi tới đâu là xong tới đó. Nhảy bén đi bằng xong nha. Đừng có đi tẻ ra. Hiểu không? Đó. Nghĩa là mình làm cho công chúng, mình làm sao mình có kinh nghiệm, và cái việc làm của mình nó phải có một mô hình, thì tự nhiên cái người ta khi nhìn thấy người ta tin tưởng mình lắm. Người ta tin tưởng mình mới có cuộc sống, chứ người ta không tin tưởng mình sao mình có cuộc sống hả? Đó, những đứa cũng nói cho anh em nghe rằng ăn phải biết tạo. Đó, những đứa có ăn, những đứa biết tạo ra nè. Còn nếu bây giờ mà mình chỉ biết dùng thôi, mà mình không biết cái đồng tiền này ở đâu mà có ra cho mình dùng, vậy sau này cuộc đời mình sao đây? Ôi, những đứa nói rằng là anh em ơi, kiếm được Phật Pháp bây giờ mà để mà mình có một nơi mà rèn luyện tu khó lắm anh em à. Bước ra ngoài là anh em tiêu hết. Những đứa nói chùa của mình, tất cả các ông xuất gia này bước ra khỏi chỗ những đứa là không có còn ông nào mà toàn mạng quay về hết chứ. Các ông những đức nói thật lòng á, các ông phải suy nghĩ để mà gọi là phát huy năng lực của mình đó, đừng có uổng cuộc đời tu hành của mình đó. Những đức nói với anh em rằng những đức có lòng tự tin lắm á. Ừ. Người ta có thể bỏ những đức sống bình thường, chứ những đức mà bỏ ra là quý vị vất vả đó. Đây là điều những đức rất tự tin. Những đức có thể có một mảnh đất trồng rau là những đức sống được rồi đó. Ừ. Vì mục tiêu của người ta là giải thoát rất là cao, có mục tiêu này.
Nên những đứa rất là mong á, dưới cái tình cảm á, anh em mình những đứa nói bằng một cái lời rất chân thật như vậy đó, nói hoài nói mãi đó, nói để mà vừa động viên chính mình luôn á. Những đứa rất là mong anh em có thể phát huy một chút. Những đứa cái cô lịch sử Hòa Thượng Hải Hiền, những đứa thấy ngài tuổi già 112 tuổi mà ngài dám đi bộ mười mấy cây số. Thường là đi bộ vậy đó. Con người ta, người ta như vậy người ta mới thành tựu như vậy, chứ mình mà khổ một chút là chạy mất dép rồi, làm sao mà mình tu được hả? Cuộc đời mình đã khổ rồi, ngày xưa ngoài đời mình đã làm kiếm tiền mà mình làm những cái điều không phải, mình hư hỏng mình rồi. Vậy mà bây giờ mình gặp Phật pháp rồi mà mình không biết quay đầu. Vừa quay chút chút bắt đầu là mình muốn chạy ra lại để mình tìm kiếm, thì bây giờ khi mà nghiệp quả nó đổ ra với mình, cuộc đời mình sẽ làm sao đây? Còn thí dụ như mình tu trong chùa không nổi, mình cũng phải suy nghĩ, mình phải cố gắng làm sao. Mình đã gặp Phật pháp rồi, mình phải làm sao để mà mình trở về gia đình của mình, ít gì cũng tôn trọng mình chút. Những đứa thấy có những người đi ra ngoài rồi bắt đầu là đi chơi, đồ bận đồ này đồ kia, chụp hình đưa lên mạng, những đứa nói rằng là đừng có làm gì thất bại lắm. Mình làm gì làm chi? Mình đã lúc trước là cạo đầu dù mình chưa xuất gia đi chăng nữa mà mình cũng ở trong chùa mấy năm chờ. Mình đi ra ngoài mình chơi bạn, mình cũng lựa bạn, mình chơi đàng hoàng, mình có kinh nghiệm rồi. Khi mình làm cái gì mình cũng phải đem Phật pháp ra để mà mình hành trì, vậy thì mình mới nhớ ơn Phật. Thì quý vị, những đức nói đây là những cái lời rất là thật lòng khi mà cuộc đời mình còn có thể nói được. Quý vị, chúng ta đến thế gian này điểm chính là nhiệt tình từ nội tâm. Nên những đức sẽ cố gắng niệm Phật, sẽ cố gắng niệm Phật. Những đức tin rằng câu A Di Đà Phật này sẽ đặc biệt lắm, sẽ giúp cho mình lớn nhiều lắm trong cuộc đời này. Và tất cả những góc độ gì mình cũng nhìn được từ ngay chỗ niệm Phật, mà an định tâm rồi cuối cùng trí tuệ nó phát sinh, sẽ nhìn được tất cả sự việc. Chắc chắn chỉ cần rèn câu A Di Đà Phật này đi thì cái kết quả nó cao dữ lắm. Mà mình tu làm sao mà mình hiểu, mình đừng có nặng nề rằng là nghe thầy nói vậy rồi bây giờ công việc tôi không quan trọng, tôi làm cho thí đại rồi xong tôi đi niệm Phật. Sai rồi, không có đúng. Mình phải làm sao mà cho nó tròn vẹn với cái trách nhiệm làm người của mình. Khi công việc của mình tiếp nhận mình làm cho nhiệt tình, mình làm cho bỏ mạng mình cũng được, nó khởi buông ra cái là mình niệm Phật liền à. Hoặc là trong cái lúc làm đó mình nhớ Phật là mình niệm Phật liền. Vậy thì cái chuyện tu của quý vị á, nó mới đúng đắn. Còn nếu như mà quý vị chú trọng niệm Phật mà quý vị bỏ công việc, thì cái điều này của mình là niệm Phật cũng không ra niệm Phật, mà làm việc cũng không ra làm việc, nó hiểu không? Phải nhớ đó nghe, những cái người tu, những đức nhắc rất là kỹ đó. Chứ không phải là nói một khía cho quý vị nghiêng về một điểm đâu. Mình không hiểu là mình sai đó. Mình kiểm lại cái tâm của mình nè, bao nhiêu người ta đang làm mà mình nói rằng là để mình đi niệm Phật. Như vậy thì mình ích kỷ lắm. Từ khi là bao nhiêu người nghĩ mà mình không đi niệm Phật là mình sai. Còn bao nhiêu người cùng làm thì mình cùng làm nhiệt tình với người ta. Tùy vào trong lúc đó mình tu làm sao là mình tu được với cái khả năng của mình lúc đó. Đặc biệt lắm. Rồi khi cái lúc nghỉ rồi mình cố gắng mình niệm Phật mình tu. Đó, tu như vậy là an tâm dữ lắm. Chứ mình đừng có bỏ bê người ta đang làm rồi mình đi tu. Tâm mình nó cũng thấy kỳ lắm, hiểu không? Khi mà nó thấy kỳ kỳ là bắt đầu mình thấy nó sai, không đúng. Đó. Trong chúng mà mình được nhắc nhở gì nè, quý vị nghe được câu nào thì quý vị có lợi ích câu nấy à. Nó quy về cái gốc chính nhất là mình niệm Phật. Nhớ đó, niệm Phật là quan trọng lắm á. Lời của chư Tổ dạy có một đoạn nè quý vị: khó hành đạo, dễ hành đạo, ước muốn được thành Phật. Chúng ta chọn pháp tu như thiền tông, mật tông hay luật tông đều phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành mới có thể thành công. Bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Khi chọn tu pháp môn tịnh độ, chúng ta nương vào một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, liền có thể một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Nguyên do là chúng ta biết nương vào sức bổ nguyện của Phật. Phật A Di Đà có tâm đại từ đại bi, chúng ta nương tựa vào sức bổ nguyện của ngài sẽ được ngài gia hộ cho nên dễ dàng thành tựu. Tất cả những văn tự này là trong kinh giáo và lời chư Tổ được chích lục ra đó quý vị. Nên chúng ta học những văn tự này hay lắm, đặc biệt lắm. Đoạn văn này muốn nhắc nhở chúng ta đó, ngoài pháp môn tịnh độ thì chúng ta phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian dài lắm.
mới được thành tựu quả vị Phật. Còn pháp môn niệm Phật này, chỉ cần chúng ta lão thật niệm Phật và nương vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà thì một đời này chúng ta được thành tựu. Không có nói rằng là người này lúc trước chưa tu làm ác hay làm nhiều điều sai lầm hay phá thai nhiều lần gì hết. Chỉ cần người này khi gặp tịnh độ tin, chịu niệm Phật, lão thật niệm Phật. Quý Phật tử ở bên ngoài á, bây giờ cái phương pháp này rất là hay nè quý vị. Mà nhiều nhà bây giờ đang làm nè quý vị nhớ nè. Chiếc máy bấm á, quý vị làm sao mà có được, thí dụ như nhà bị 4 người thì quý vị có được 4 chiếc máy bấm. Trên là từ cha mẹ, dưới là tới con cháu, cả gia đình cùng bấm số. Người cha hay người mẹ thì mỗi buổi chiều tối cầm sổ đi ghi. Đứa con nào bấm được giỏi thì chúng ta nên có những phần quà khích lệ một chút. Cái cách này rất hay, mà cả gia đình mình là một đạo tràng niệm Phật. Khi niệm đến một ngày nào rồi đó, tự nhiên lạ lắm, cái người mà niệm A Di Đà Phật này niệm đến một ngày nào rồi tự nhiên ta không cần gì nữa. Còn nếu mình không có quà thì mình có những lời khích lệ và nói lên cái nguyện của Phật A Di Đà tốt đẹp như vậy. Mà các con niệm được nhiều như vậy là các con được Phật A Di Đà thương yêu và tán thán lắm. Thấy không? Mình nói vậy là điều khích lệ đó. Nếu mà quý vị ngoài đời mà quý vị có thể tạo ra những cái đạo tràng trong gia đình như vậy thì đặc biệt quá. Chính ngôi chùa mình làm những cái thấy có kết quả nè. Có kết quả nè. Khi mình làm cái gì thì mình phải nhìn vào cái xã hội hiện tại, một số lượng người đông ta đang làm mà người ta đang niệm Phật, thì mình chỉ cần có cái tâm tùy thuận vào một chút thôi thì hay lắm, rất là hay. Nhưng Đức nói rằng một số vị, tại sao quý vị không hiểu, tại sao quý vị một cái điều mà tùy thuận và một cái điều mà mình tùy hỷ, tại sao mình không biết làm, tại sao mình theo cái cá nhân mình, tại sao mình tệ như vậy hả quý vị? Nhưng Đức nói cho quý vị biết nha, niệm chuỗi niệm mái hay niệm sao mà không niệm. Nhưng mà vì mình biết rằng xã hội con người bây giờ, chúng ta thấy cái phương tiện gì mà phù hợp cho người ta niệm Phật được thì mình phát huy cái phương tiện đó, hiểu không? Thì mình cũng giả trang diễn cảnh, đeo chiếc máy vào cần cổ, đi đâu cũng cầm chiếc máy để bấm niệm Phật hết. Tại sao mình không suy nghĩ một chút xíu cho chúng sanh một chút hả quý vị? Tại vì á, chúng ta coi 48 lời nguyện Phật A Di Đà đó, nguyện nào cũng khi con thành Phật rồi, khi cảnh giới con đạt được là vì chúng sanh mười phương khắp pháp giới mà con đạt được cảnh giới đó không à. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật mình cũng vì chúng sanh mà mình niệm, mình có tâm vậy một chút đi, vậy thì mới tương đồng với cái nguyện của Phật một chút nào chứ, hiểu không? Tại sao mình với cái cá nhân mình không à? Nên trong chùa có vài ba người quý vị không hiểu, vì làm gì vì tu tiến không. Mình là người tu làm sao mình cũng phấn chấn lên chút xíu, hiểu không? Những Đức nói hoài, không có riêng lẻ với bạn nào hết, mình phải sống cái cách này nè. Với người bạn hiểu nhau thì có những tâm sự gì một hai chuyện chia sẻ cho nhau để mà cởi mở. Nhưng nếu không cần thiết thì niệm A Di Đà Phật để cho nó trôi luôn. Còn nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì gặp một người bạn nào đặc biệt hiểu biết thì chúng ta chia sẻ vài câu lên cho người ta cởi mở bớt giùm cho mình, là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, tuyệt đối không bao giờ kết giao với một người nào riêng lẻ, sống cùng chung với đại chúng. Đối với đại chúng trong chùa, người mà chúng ta thấy họ thường sân si, không có tâm tu đạo, thì trong tâm của chúng ta không có cái tâm xa lánh họ gì. Nếu họ cười với mình cũng biết cười với họ một câu giả lạ. Còn nếu họ nói thì chúng ta đủ duyên ngồi, thì chúng ta ngồi đó niệm Phật không có nặng nề. Về sau thì tự mình biết tránh né một chút. Còn người mà cảm thấy phù hợp thì lâu lâu gặp nhau nói chuyện vài câu. Tuyệt đối không có cái tâm riêng lẻ với bạn bè nào cả khi sống cùng với đại chúng. Nếu quý vị mà làm đúng như vậy thì cuộc đời quý vị đi bất cứ nơi nào cũng vô cùng là bình yên và vô cùng là tự tin, vì chính bản thân của mình sẽ luôn luôn bất cứ ở nơi nào mình cũng sống được. Còn nếu quý vị có một nhóm bạn riêng biệt thường chơi chung với nhau, những Đức nói cho quý vị biết rằng nó sẽ rã sạch quý vị, nó rã từng người hết, nó làm cho quý vị khó tu vô cùng, khó tu lắm. Tùy quý vị thôi, quý vị chỉ cần nhìn nhận một chút thôi. Tại sao mình tu mà mình không có vắng chắn chút nào chứ nhỉ? Vì sao quý vị biết không? Vì con đường đi của mình là
đi 5 năm giống như đứng giữa ngã tư đường, không chọn rõ một con đường. Ngoài đời thì cũng cảm thấy phiền não, mà vô chùa thì cũng cảm thấy mệt mỏi. Đó là do vì mình không có một tiêu chuẩn về một hướng đi. Chúng ta là một con người sống chỉ cần có một tiêu thiệt chuẩn về một hướng đi thôi, thì nhất định quý vị sẽ thấy ra con đường đó. Thí dụ như con đường đời mình đi đến mức triệt để con đường đời này, mình thấy con đường đời này không được rồi, quyết tâm đi con đường đạo, tôi phải đi triệt để con đường đạo này, quý vị sẽ thấy ra đạo nó sẽ như thế nào và đời sẽ như thế nào. Lúc đó quý vị sẽ có một tiêu chuẩn xác, sẽ chọn một con hướng đi. Còn nếu như mà cuộc đời của mình cứ là 5 năm lỡ dở, thì quý vị cả cuộc đời quý vị sẽ rất là vất vả khổ đau. Dù quý vị có tìm được tiền bạc vật chất đi chăng nữa, cuộc đời quý vị cũng vô nghĩa lắm. Sức ảnh hưởng lớn nhất của chúng ta là có thể quyết tâm tu đạo. Dù hiện tại mình chưa độ được người thân mình, nhưng sức ảnh hưởng đó người thân dẫn đến tìm mình. Thí dụ như bà cụ nè, bà để lại xá lợi nè, con của bà thì không biết chừng nào nó đi vào đây nữa. Những đứa nhìn hai đứa con của bà, riêng đứa con gái thì chắc là không biết chừng nào mà nó đi vào đây nó cộng tu nữa đâu. Nhưng mà trong tâm của nó cũng có cảm giác rằng mẹ của tôi ra đi cũng có được những cái điều rất là tốt. Những đứa muốn nói lên điều này để cho các cụ trong chùa, các cụ à, các cụ ở đây, con các cụ nó còn vào đây đó. Các cụ ở đây mà một năm nó còn vào chỉ có một hai lần, không còn các cụ thì nó làm sao đi vào đây hả các cụ? Nên các cụ khi ra đi, các cụ phát cái nguyện, các cụ cũng để lại cái hình tướng làm sao, để cho những đức cũng thường nói lên cho người ta tín tâm. Các cụ à, phát cái nguyện đi, có lập nguyện thì chúng ta không thối bồ đề, không lập nguyện thì bồ đề lui sụp. Con người làm việc thế gian hay là tu hành đều là có cái sở nguyện của chính mình. Chỉ cần có một sở nguyện kiên cố thì con người mình nhất định thành công rất là cao các cụ à. Nhiều cụ trong đây, những đứa thấy các cụ giỏi lắm á. Các cụ đừng có để luống qua cuộc đời này các cụ ơi. Những đứa nói lời này mà những đứa trong lòng cảm động lắm á. Đừng để luống qua cuộc đời này các cụ à. Cái lời nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh chỉ là một lời nói, nhưng nó không đơn giản đâu quý vị à. Xem mà kinh giáo nó không đơn giản chút nào đâu. Chúng ta đừng đợi nước đến chân rồi mới chạy. Nên mọi người cố gắng biết lo cho mình đi. Không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đâu các cụ à. Những đức có thể ra tay, những đức làm một số việc gì ngoại cảnh, nhưng mà cái chuyện giảng sanh của các cụ, những đức phiên hết lời đó. Các cụ mà không cố gắng niệm Phật, nhìn thấu buông xuống thì đành chịu chứ sao giờ. Nhưng mà mình cảm thấy uổng một đời của mình khi mình gặp được cái nhân duyên này các cụ. Duyên thù thắng quá. Cái chuyện mà trong chùa mà để khuôn khép này, người trên ít ai làm, cực lắm các cụ ơi. Rất là cực. Thí dụ như bây giờ những đức muốn leo lên chiếc xe hơi, những đức đi, những đức không dám. Cụ biết rằng là những đức nói như vậy, bây giờ sao mà những đức dám đi đâu, rồi dám leo chiếc xe hả các cụ? Từ khi là cái gì quá cần thiết. Chứ nói đây qua Đại Tùng Lâm hoặc là đây ra ngoài đâu mà 5-10 cây số, chắc là những đức nhờ chú nào cư sĩ lấy xe Honda chở những đức đi ra ngoài đó mua cái gì những đức cần thiết hay là cái gì đó, một năm lần đi đâu đó, thì nhờ chú lấy xe Honda chở giùm đi. Chứ làm sao mà dám ngồi lên chiếc đó, để cho chúng khi mà cái mấy bà cụ già mà bị bệnh đâu đó, lấy xe chở bà cụ đi khám bệnh. Đây là của chúng, để lo cho chúng đó. Khi cuộc đời những đức mà qua đi, tất cả những cái gì trong tổ đình hộ pháp này, những đức sẽ không cầm theo cái gì chứ. Nhớ đó, không cầm theo cái gì hết á, nhất để chúng quý vị nghe rõ đó. Mục tiêu của những đức là muốn tu hành giảng sanh. Tất cả cái danh và lợi, nhất định những đức sẽ không bị nó buộc ràng mình. Nhưng phải nhớ rằng đối với của Tam Bảo, mình phải có trách nhiệm để mà giữ gìn đàng hoàng. Đó gọi là trách nhiệm của con người, chứ không phải nói rằng là mình bất cần. Vậy thì có đâu để mà cùng sống.
có đâu để cùng sống. Tiền bạc lâu lâu dư cái gói đem về phòng cái bỏ vô tủ, cắt cái thời gian cái đặt máy vài trăm triệu cái lấy ra đặt. Quý vị biết không, có khép nép như vậy thì quý vị có đâu để mà làm việc với chúng sanh. Rồi khi làm việc chúng sanh tặng cho người ta vậy, người ta mới phát tâm, người ta cúng lại chùa, mình có lai gai sống hoài. Chứ mình mà không làm được cái gì chứ ai mà tin mình, thấy không? Đó là cái phương pháp đó. Đó là phương pháp đó. Nên những điều những đức nói đây, chúng của mình nếu mà có tâm niệm Phật vãng sanh đó quý vị, cố gắng niệm một câu A Di Đà Phật này tới cùng đi. Còn quý Phật tử khắp nơi nơi có được chiếc máy niệm Phật á, đi ra đường cái là đeo vào cần cổ mình á, đeo vào đi. Xã hội bây giờ nó cộng nghiệp ngoài đời dữ lắm đó, có câu Phật hiệu bên cạnh mình á, đỡ dữ lắm á, đỡ dữ lắm á. Lỡ có cộng nghiệp gì thì lúc đó niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà phải nuôi cái tính nguyện của mình. Chúng ta mỗi buổi sáng khi tu xong mình nhắc nhở cái gì nè, rất là nhiệt tình, mà người ngoài đời người ta cũng nghe được nữa. Rất là mong người trong chùa này chúng ta trân quý để mà lo niệm Phật. Cả cuộc đời này đặt vào cái câu việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe các cụ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.